Trong ngôi nhà em có một con tai nghén đẹp luôn rồi, rất đẹp, cực kỳ đẹp. Bowermat Tanaka 330A. Dòng này thì trước giờ bán nhiều mà cũng nói nhiều rồi ha. Lam zin hết nha, xích thì rất là dày nha, dày xích 91, lam khoảng 4 tấc. Này ốc bát còn đẹp lắm luôn. Bồ này. Bồ những bồ mới luôn. Đẹp lắm. Kì đẹp. Giật hơi nghe. Hàng này chưa có dọn nha mọi người. Chưa dọn thì đủ đồ nha. Về sao bán quậy nha mọi người nha. Đủ đồ. Làm thích còn ngon nha. Làm nhông nha. Này để cho 1,2 triệu nha mọi người nha, 1,2 triệu ha, em về tự dọn nha. Con này ấp áp có vàng 1,2 triệu nha. Đó, máy đủ đồ đẹp. Nên là làm chốt cái tem nha, có một cái thôi nha mọi người.